Sáng nay tại thành phố Cao Lãnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo chuyên đề và kết nối giao thương liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã ở hai tỉnh. Tại hội thảo, đại biểu tham dự được nghe các chuyên đề về xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và chuẩn hóa sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã. Qua đó, hội thảo nhằm tăng cường tính hợp tác và liên kết giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở để đẩy mạnh phát huy tiềm năng về sản phẩm OCOP của các hợp tác xã trên địa bàn hai tỉnh. Đây còn là dịp để đại diện các hợp tác xã gặp gỡ, giao thương, liên kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, cũng như nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.